chào cả nhà thân yêu. Hôm nay em đi ra ngoài vườn hái sung cả nhà ơi, sung nghìn trái luôn. Đó, bây giờ có chị Hà, chị Phượng hái sung để làm mứt. Cái sung này, cái sung nghìn trái luôn á, mà năm nay là năm đặc biệt, năm đầu tiên nè. Đó, đầu tiên nó lạ vậy nè, rụng không còn một cái lá nào hết trơn mà còn trái quá trời luôn cả nhà. Đó, mình thấy trái không? Mà đáng lẽ em hái hôm nay, mà hôm nay em không có thời gian em hái, cho nên bây giờ phải hái thôi, để ngày mai ngày mốt trời lạnh là nó hư luôn. Ngày nay á, tưởng nó có trời nắng ra hái quay phim cho nó đẹp, mà trời cũng không có nắng luôn, mà cũng phải hái thôi, quá trời nhiều trái không à. Đó, kia ra hái sung triệu view nè chị ơi. Có chị Hà, chị Phượng tới hái gì là mứt. Dạ dạ, trái không à, giờ ra hái nè. Trời, quá chừng trái luôn á. Sung triệu view, sung triệu view, trời trái nè. Chào tất cả mọi người, nhất là chào Hoàng Dung. Hoàng Dung xuống dạ, hái Dung. Hái sung nè, hái sung nè Hoàng Dung ơi. Giờ không thấy lá nào, mình thấy toàn trái không hả? Trái trời mà đẹp quá ha Quyên ha. Rồi giờ mình vô mình hái chưa? Đi. Lạnh quá hả? Bữa nay lạnh ghê chị. Bữa nay có hồi sáng này em thấy có 1 độ à, bây giờ thì như là 6 độ đó. Em nói nắng mà đâu có nắng đâu. Không, hồi nãy em nghĩ nắng mà sao giờ hết nắng luôn rồi. Rồi dạ, qua nắng đẹp. Hôm qua lại không có thời gian đó, đâu phải muốn làm. Ủa, được đâu. Hái sao Quyên? Bẻ hả? Dạ hái bẻ thôi dạ. Dạ. Bẻ vậy hả? Dạ dạ, hái vậy. Ôi chị, nó chín hết trơn rồi. Dạ chín rồi, mềm mềm rồi. Hái vậy là mứt. Còn không cái nào non em cũng hái, em bỏ luôn. À. Hái này nè, lặt bỏ luôn chứ để cho nó nuôi cây năm sau nó không có trái nữa. À lặt dạ. Bỏ luôn mấy cái này nè. Dạ. Trời vậy mà đó. Cũng chín hả? Trời chín dạ. Ăn luôn nè. Dạ. Ăn thử được không? Ừ. Em nghĩ chắc cũng ngọt đó. Đỏ hả? Em xin cũng đỏ hả? Ừ. Dạ phải không? Cũng được chứ. Ừ. Thử cho nó ngọt. Ngọt. Những trái ngọt. Ừ. Ừ. Cũng được đó chị. Ừ. Nhưng mà nó không có ngọt rất. Được rồi, cũng loại. Cái hái gì Phượng ơi, nó cũng ngọt nhưng mà nó không có ngọt giống mùa hè. Mùa hè nó ngọt như đường vậy. Ngọt, cái này ngọt hơi hơi à. Không, mà này ăn cũng được. Được. À. Mứt thêm đường. Mứt ngon. Hôm qua đi mơ thịt. Nó mềm rụt luôn, chị cắt nhỏ 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 nát ra chị bỏ vô cho chầm ăn luôn. Ngon chứ bộ. Rồi giờ leo cây hái nè. Rồi coi thôn nữ Huyên Phan đi hái sung. Leo cây sung nha. Để em hái trên cho mấy chị hái dưới đi. Leo lên khó lắm. Hai bà già đứng dưới hả? Rồi đứng dưới đi. Trời dây chín đó chị Phượng. Có trái nó mềm á. Nhưng mà đều nó mấy trái này nó không có ngọt rồi. Như đợt năm rồi trái to nó ngọt. Cái này là làm mứt á. Ăn trinh nó khoái là ăn với pho ra á. Ăn với gan á. Cái này nó rụng đâu, nó không thấy nó thưa bớt ta. Vậy hả? Ờ. Nhìn đất đâu có thấy rụng đâu. Rụng không? Đâu thấy đất. Ờ à, đúng rồi. Ừ. Cái này để vài bữa nữa là nó rụng hết á. Ủa cái này mình làm hái đi chị. Dạ. Cái này mình đâu làm rụi được hả? Em không biết à. Rượu trái này hả chị? Rượu. Giống như mấy người hay làm là rượu ấy đó. Còn à. Dưới đây làm mỹ ăn luôn đó. Dưới quá trời. Dưới cũng nhiều lắm. Rồi nè 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 nè. Ô, cái từ 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 chị Phượng. Trời ơi. Làm lẹ. Bữa nay hái hơi trễ á chị Phượng. Ừ. Trời ơi chị Phượng cô cưa. Vài bữa là nó rụng hết. Không, nhiều khi nó rụng rồi nó cái nó. Mà qua hái mấy trái hồng ăn thử coi nó có ngọt. Hay là nó chát. À đây có mấy trái hồng nữa nè. Có hai trái nè. Ôi da. Mấy trái gì đó, mấy trái bơm siêu. Cũng thư rồi đó. Dạ. Bơm hả? Đâu ở à, Quy còn mấy trái gì? Mấy trái nó không biết. Ờ à, Quy còn mấy trái bơm. Ai đồng đồng. Nó cái nhánh nó nhiều quá chị. Đây nè, ai đồng. Ơi, trên đó nhà có mấy trái cao trên đó. Đây nè. Wow. Nó không bự dạ. Mình chắc. Bà gãy không? Đó. Gãy đó. Em nghĩ ấy là được hết đó chị. Họ nguyên cái nhánh này là nhiều nhất nè. Ôi là đụng quá trời luôn. Đụng rồi Quyên ơi. Dạ. Cái này không thấy được quá. Mà chị mà nhìn lạ thì hai cái cây mà không có cái lá nào họ toàn trái không hả? Ừ. Chưa bao giờ thấy cây lạ gì luôn á. Quá trời trái luôn mà không nó không đủ nóng để nó chín á. Nhánh trên đây nè. Giờ nó quéo lại hết rồi nè.
Nhưng mà đều trái nó nhỏ mà nó cũng chín Nguyên ơi, đó giống như nãy mình ăn vậy, đỏ. Nhưng mà cái đợt đầu nó chín vậy, còn đợt sau là nó hư hết à. Đợt sau này nó non là nó rụng hết rồi. Uổng quá ha. Năm ngoái trời ơi quá trời. Năm rồi hái nè, cả 70-80 kg á. Mấy trái đó. Chị năm rồi em hái tới cuối mùa luôn á, mấy trái cuối là em hái hết luôn, không bỏ trái nào hết á. Năm rồi nó không chín mà nó cũng bự hắn nhỏ. Dạ dạ. Chị nhớ kỳ đợt sau chốt mình làm mất. Ủa như mấy cái trái như vậy thì làm được không gì được không Quyên hả? Không vậy, cái đó nó không ngọt, chị phải lựa trái nào bự bự xíu đi. Mấy cái đó chắc hư hết rồi. Không, ý là mình vô ý là mình vô đường nó ăn được không á? Chắc không ngon đâu. Thôi lựa mấy trái bự thôi. Quá trời trái chỗ này. Dạ, đúng rồi. Không kìa. Cái đó phải bắt cây thang hả ta? Có không? Đâu. Cây thang lên. Nè, ở trên này biển cái xung. Em biết sao không? Giờ em leo lên em rung á. Rung mà đâu có rụng đâu. Kìa. Nhưng mà rụng cái nhỏ không à, không rụng cái bự. Bự bự muốn rụng nó không rụng, mới rụng cái nhỏ không à. Có hai cái đứa mình chơi với nó. Bây giờ để anh nằm anh lấy cái đồ cái ghế anh nằm với cái cây sung nha. Đó. Em rung thử coi. Đó, hai cây sung rụng hả? Rung thử cái cây sung nó rụng. Nó rớt xuống, xuống nó có rụng không? Giống như là phở tay phở dạ, tay. Dạ, Ngọc nằm dưới đó xong em rung thì nó mới rụng. Cái đó ở bên Việt Nam ta nói mấy người làm biếng nó nằm nó nằm để cho xung rụng cho người ta đăng ký. Vô vô vỏ đẹp hay chị nó đỏ tươi đó. Nè, vô lại vỏ tôi cũng ngon quá. Vô đỏ. Rồi còn hết mấy cái này. Thôi đừng có nhiều chuyện chị. Chị sủa cái gì? Bánh chị mấy này cho nhỏ nhỏ không à, lạc bỏ luôn nè. Thì sát bên tay nách cưng kìa. Đâu? Đó. Rồi ở trên nữa kìa, dòm lên. Cũng tay đó, đó, hai trái bự tổ thấy không? Đây hả? Trời ngày đó. Đây hả? Ừ. Không, này hư rồi. Ủa hư rồi hả? Nó đỏ, nó đen đen rồi nè. Chắc đâu phải được. Nè, mấy này nó cũng hư hết nè. Anh bạn phải hái sớm. Hái sớm cùng. Em hái hơi trễ. Trời nhỏ ơi, đi đúng rồi. Xung rụng rụng đầy đầu luôn. Nó túi cho nó rớt. Nó rớt chịu cái vỏ luôn kìa. Nhìn trái không quái được chứ. Cái xung lạ lùng. Rồi chưa nó làm thức cái ghê. Rồi hết rồi. Để em qua bên kia. Rồi, xuống. Đây nè, có hai cái bự chảng luôn nè. Y hai cái này bự lắm luôn nè. Anh nè. Cái này là ngọt rồi nè, hai trái này là bự là ngọt nè. Ây da. Cái xung qua tôi hái mấy trái hồng ăn thử coi. Hai trái là ngọt rồi chắc rồi. Hai trái là chắc ngọt luôn rồi nha. Cũng quá hay phải nó chín là biết. Không chín là thì biết bao nhiêu ha. Mà nó chín là nó bự nữa là nó bự nó nặng nữa. Bây giờ từ nhỏ tới lớn không có thích chụp hình. Sáng nụ cười quá. Cười hút mắt luôn. Đây nè, giờ lấy cái cây á. Nè, xỉu. Giờ lấy cái xỉu. Qua trời nó kìa, mấy ở trên đó mà giờ. Ai ăn sung em bán sung cho. Sung nằm im trên cành cành dây phở bên cành đợi trời. Không biết đâu mấy bà là nhạc sĩ với là mấy người mình không có dân ra. Đó, bây giờ đi qua hái mấy trái hồng. Đó. Gia tài của em được bao nhiêu hồng đây nè cả nhà? Coi 2 4 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 trái. 16 trái hồng. Mà con chim ở đây ăn hết 2 trái rồi. Ăn hết nửa trái. Không biết là nó có ngọt hay không. Dạ. Dạ. Dạ, hồng dẹp mà không. Mấy năm trước thì nó... Mấy năm trước thì đã nói gì chim ăn, nghĩ chắc nó ngọt á. Mấy năm trước là nó hơi đắng, mà năm nay không biết nó có đắng không. Ủa, bị chết cái đắng gì. Đó. Hồng của em chát hả? Dạ, năm trước ăn chát. Đây nè. Mà không biết hôm nay có chát hay không? Không. Vô cắt ăn thử coi. Cái đội hồng mà nấu hồng chát. Cho cắt bỏ đi cho trồng cho khác. Dạ. Không? Trồng mà ăn không được, chát không? Chát cái gì? Lát cái lưỡi thì nghe. Không biết nữa. Ôi, rớt. Ây da. Không có chát. Đó. Bộ cho biết liền hả? Giòn thụm mà giòn hơn. Dạ. Cái hồng vậy là năm nay không hết chát rồi đó. Không có chát. Dạ, thành công rồi đó, được rồi anh. Còn hai trái kìa cưng. Dạ, anh hái luôn. Đó, em nghĩ con chim ăn là nó nghĩ nó không ổi thôi, nó ăn 4-5 trái rụng luôn kìa. Đâu, rụm lên. Đâu hết rồi, em xí còn bên kia hả? Còn hai trái kìa. Hả? Đây nè, còn hai trái bên đây. Ủa, vậy là năm nay ngọt rồi đó, năm nay ngọt rồi đó. Không,
dạ. Con của anh đây rồi. Được nhiêu đây? Nhiêu ăn thử. Cho bộ. Dạ. À, chị sắp em chị. Giòn là mới vậy mới dạ. Không phải em nghĩ nè. Con chim nó ăn á là sẽ ngọt chứ cái gì mà chết là chim nó ăn. Chị mới cắn nè. Còn bơm cả. Nè, chị cắn nè. À bơm đó hả? Để em bơm hai mấy trái bơm cho chị để làm gì? Hái mấy trái bơm đó rồi về làm. Mẹ xíu rồi về làm gì? Còn chút tẻo à nè, đây nè. Còn mấy trái bơm nè. Bơm cuối mùa nè. Nhớ kỳ đó bơm nhỏ nhỏ mà mày hái cái chỗ kỳ mình thấy mua độ trên đàn. À, đó. Mấy trái bơm. Rồi. Bây giờ nãy giờ mấy chị em hái thu hoạch được nhiêu sung đây nè cả nhà ơi. Cả nhà. Chắc được 3 kg hay 2-3 kg gì đó. Với mấy trái hồng mình hái luôn, nay là cuối mùa rồi cả nhà. Hồng giòn mà ngọt ghê, giòn rúm dạ. Mà. Cuối mùa rồi phải hái cho hết chứ không thôi là ngày nay tháng này là ngày mai là như -1, -2 gì á, chắc đông đá hết á. Ai về hả? Dạ, sáng mai lạnh lắm. Cho nên bữa nay mình hái là đúng rồi. Bữa nay là thu hoạch cuối mùa của năm 2021 luôn á. Hết luôn rồi nha. Hẹn năm sau cả nhà. Hẹn gặp lại. Bây giờ chị nấu đồ ăn thôi chứ hết hái nữa rồi. Được rồi. Chờ năm sau mới có hái.